Đây là một video khá là khó viết, bởi vì hệ ma thực sự là một hệ rất mạnh cả về công lẫn thủ. Mà số lượng Pokemon ma là ít ỏi, cho nên khó tránh khỏi việc ngay cả những Pokemon trong danh sách tệ nhất này vẫn mạnh theo một cách riêng nào đấy. Mà thực sự thì chúng cũng không quá tệ thật. Chỉ đơn giản là trong nội bộ của hệ ma nói chung thì chúng không thể hiện tốt bằng những Pokemon khác mà thôi. Và sau đây lại là danh sách bảng xếp hạng 10 Pokemon level nhất của hệ ma nhé. Ok, trước tiên thì tôi sẽ muốn nói về một Pokemon chỉ vì tôi muốn nhắc đến nó. Và cũng bởi vì tôi rất đau đầu không biết phải xếp hạng cái con này nó vào đâu. Shedinja là một Pokemon khá đặc biệt trong ngoặc kép. Nhờ đặc tính siêu bá đạo là Wonder Card, nó có thể cản trở tuyệt đối những thế lực hùng mạnh nhất như là Zacian, Kyogre hay là Xerneas. Nhưng cùng lúc đó thì nó bị hủy diệt bởi những Pokemon yếu nhất anh em có thể nghĩ ra. Chỉ cần những Pokemon đấy có chiêu thức hệ lửa, bay, đá, ma, bóng tối và có tốc độ cơ bản trên 40. Thực sự thì cái tiêu chí nó không nhiều nhặn gì lắm. Bởi vì bên cạnh cái đặc tính siêu bá đạo kia thì con này nó chỉ có một máu mà thôi. Điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ bất tỉnh nhân sự nếu như bị trúng mưa đá, bão cát hay là dẫm phải đinh về đá dưới sàn. Lúc này thì Heavy Duty Boots sẽ trở thành trang bị bắt buộc của nó nếu như không muốn chơi game với độ khó Asian. Thêm nữa thì đặc tính này chỉ có thể chặn được những chiêu thức tấn công, còn những chiêu hiệu ứng như là bỏng, độc hay là Lixit thì vẫn dính như thường và vẫn ngoẻo như thường. Nhìn chung thì đây là Pokemon đòi hỏi độ khéo léo của người sử dụng lên đến mức tối đa để có thể phát huy hiệu quả. Shedinja không phải là một Pokemon tệ, nhưng mà phải đến 99% các trường hợp là nó hoàn toàn vô dụng, còn 1% kia thì nó là một con quái vật. Bây giờ thì chúng ta mới đến với Pokemon ở vị trí số 10, Runrigus, mang song hệ đất và ma. Pokemon này thực chất cũng có một số chiêu trò khá thú vị ở trong đấu đôi, tận dụng cái đặc tính của nó là Wandering Spirit, sẽ tráo đổi đặc tính với bất kỳ Pokemon nào chạm vào nó. Ví dụ như có thể lấy được Huge Power của Azumarill và kích hoạt trang bị Witness Policy cùng lúc đấy. Ngoài ra thì Runrigus cũng hiệu quả trong việc bẫy đòn tấn công của đối thủ, cướp đi đặc tính hữu dụng của chúng, ép nhiều đối thủ phải rút về nhờ miễn nhiễm ba hệ. Có nhiều phương pháp kiểm soát thế trận như là Steel Rock, Toxic Spike, Will-O-Wisp cũng như có thể tự tạo Trick Room và sở hữu combo Iron Defense Body Press để tận dụng chỉ số phòng thủ rất cao của mình. Chính ra thì đây cũng không phải là một Pokemon quá tệ như là tôi đã nói ở đầu video. Tuy nhiên thì Runrigus lại thiếu đi một phương pháp phục hồi hiệu quả. Thứ tốt nhất mà nó có thể sử dụng là Rest. Những hệ mà nó có thể kháng được như là độc, đá và bọ thì giá trị không được cao lắm, trong khi những điểm yếu của nó lại quá nguy hiểm như là nước và băng. Thế cho nên Runrigus bị lép vế hoàn toàn bên cạnh người anh em Kofagrigus, vừa có ít điểm yếu hơn mà vừa có thể sử dụng Pain Split, hay là con Palossan cùng có hệ đất và ma nhưng lại sở hữu Shore Up có thể spam liên tục. Spiritomb là Pokemon đã từng mang song hệ không có điểm yếu trước thế hệ thứ 6, đó là ma và bóng tối. Sau này thì nó cũng chỉ bị những cái đôi sát thương từ những đợt tấn công hệ tiên, trong khi miễn nhiễm được đến 3 hệ, đó là thường, giác đấu và siêu linh. Đấy là trên lý thuyết. Còn về thực hành thì Spiritomb không trâu như mong đợi. Trong 4 hệ mà nó kháng và miễn nhiễm, thực tế chỉ có giác đấu là giá trị. Bởi vì thể lực rất thấp cho nên mức thủ khá tốt của nó cũng chỉ đủ để hòa vốn. Nên là nó không quá trâu mà đánh cũng không quá đau, trừ khi có thể gia tăng công đặc biệt bằng Nasty Plot. Tuy là điều này không khó đối với Spiritomb, bởi vì song hệ của nó có thể ép nhiều đối thủ rút về một cách khá dễ dàng. Nhưng ngay cả khi thành công chót lọt thì tốc độ vẫn là thứ kìm hãm Pokemon này lại. Anh em có định phục vụ cho nó cả Trick Room cơ á, như thế là quá nhiều công sức để bỏ ra đấy. Sự chậm chạp của Spiritomb cũng khiến cho nó không thể tỏa sáng trong vai trò hỗ trợ. Khi mà có Dusclops tuy cũng chậm nhưng mà trâu hơn rất nhiều, và Sableye cùng hệ ma và bóng tối nhưng có đặc tính Prankster. Cho đến hiện tại thì có tất cả 4 Pokemon tiến hóa hết cỡ mang song hệ cỏ và ma, và ở vị trí số 8 và 7 này là hai con trong số đó, Gogge và Trevenant. Công bằng mà nói thì song hệ cỏ và ma không phải là quá tệ, bởi vì bên cạnh những điểm yếu thông dụng thì nó cũng sở hữu những khả năng kháng giá trị. Nhưng mà xét trên tất cả những hệ mà hệ ma có thể kết hợp cùng thì cỏ gần như là tệ nhất, chỉ sau mỗi hệ bọ. Hai Pokemon này cũng có một số đặc điểm chung về chỉ số, đó là bên cạnh công vật lý khá tốt thì chúng nó đều chậm chạp. Đấy là tôi mặc định con Gogeist là dạng to nhất, bởi vì mấy dạng kia nhanh hơn không đến mức siêu tốc mà cả công vật lý và thủ đều giảm, cho nên là cũng không hiệu quả cho lắm. Và trong khi cả hai Pokemon này đều sở hữu một chiêu thức rất lợi hại, đó là Lixit, thì tôi lại đánh giá cao con Gogeist hơn, bởi vì nó còn có thủ vật lý tốt để tận dụng, cộng với chiêu thức phục hồi có thể spam liên tục là Synthesis.
nếu như vấn đề chỉ số của Gorgias và Trevenant là chưa đủ, thì đặc tính của cả hai cũng đều... Insomnia của Gorgias giúp cho nó miễn nhiễm với trạng thái ngủ, nhưng bản thân nó là Pokemon hệ cỏ thì đã chống được những phương pháp du ngủ thông dụng nhất rồi. Còn Frisk, Harvest và Natural Kill cũng không phải là những đặc tính hoàn toàn vô dụng, chỉ là chúng nó hơi bị phụ thuộc vào tình huống một chút, và nếu như chúng tồn tại ở những Pokemon vốn đã tử tế sẵn thì sẽ tốt hơn, còn nếu còn nhiều thiếu sót như hai Pokemon của chúng ta ở đây thì kiểu như là một gánh nặng vậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu lạc bộ dạng trước tiến hóa của tôi xịn hơn. Với hai thành viên góp mặt trong chương trình ngày hôm nay là Dusknoir, dạng tiến hóa của Dusclops, và Cursola, dạng tiến hóa của Galarian Cursola. Vì sao chưa tiến hóa mà lại có thể xịn hơn được? Bởi vì nếu một Pokemon còn có thể tiến hóa tiếp, thì nó sẽ có thể sử dụng trang bị Eviolite, tăng gấp rưỡi thủ vật lý và thủ đặc biệt. Và với hai chỉ số này vốn đã rất cao rồi, thì Eviolite sẽ giúp cho Dusclops và Cursola cực kỳ trâu hơn rất nhiều so với dạng tiến hóa của chúng. Trường hợp của Cursola thì còn đỡ hơn một tí, bởi vì con này tiến hóa lên có mức công thủ đặc biệt phải nói là khủng, cho nên nó có thể đảm nhiệm vai trò càn quét trong Trick Room khá hiệu quả. Dĩ nhiên ngoài Trick Room ra thì anh em gần như chẳng có lý do gì để sử dụng Pokemon này hết. Và trong khi khả năng chịu đòn tấn công vật lý của Cursola cực kỳ thấp, thì cả hai đặc tính của nó đều chỉ có tác dụng nếu bằng một cách nào đấy mà nó chịu được một đòn như vậy. Ví dụ như Weak Armor sẽ tăng gấp đôi chỉ số tốc độ thảm hại của nó, mà có lẽ là cũng chẳng thấm vào đâu. Đổi lại thì nó sẽ bị giảm một bậc thủ vật lý. Cũng may là cái chỉ số này nó thấp sẵn rồi, cho nên có giảm nữa cũng chả khác gì. Đặc tính còn lại là Pyrrhic Body. Nếu như đối thủ đánh trúng Cursola bằng một chiêu thức va chạm, thì sẽ khiến cho cả hai bị hiệu ứng giống như là Pyrrhic Song và sẽ tự bất tỉnh sau 3 lượt nếu như vẫn còn ở trên sân. Xét cho cùng thì đặc tính này có lẽ vẫn có lợi hơn cho Cursola, bởi vì khá chắc nó cũng ngắc ngoài sau khi ăn đòn rồi. Nhưng mà tôi mong đợi nhiều hơn ở một Pokemon hơn là cái khả năng một đổi một mà chưa chắc đã thành công của nó. How about new? Về con Dusknoir thì thôi, con này nó dở hơn Dusclops ở trên mọi phương diện. Mặc dù các chỉ số của nó đều được tăng lên sau khi tiến hóa, nhưng mà tăng từ 25 tốc độ cơ bản lên 45 thực chất lại là tự hại mình, bởi vì anh em biết rằng Dusclops là một trong những con support xịn nhất của Team Trick Room. Tăng thêm một chút thủ cũng chắc chắn không thể nào trâu bằng cầm Eviolite được. Còn 100 công vật lý thì cũng không phải là quá cao và không giải quyết được cái vấn đề gì với tốc độ của nó cả. Đến lấy con Dusknoir này nó còn may mắn, đó là bản mở rộng của Gen 8 đã mang đến cho nó một chiêu thức mới là Poltergeist, thì nó mới có một chiêu Staff vật lý hệ ma để mà đánh. Lúc mà chiêu này mới được ra mắt thì cũng đã rất nhiều người hào hứng test thử, nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn sau đó cũng đủ nhận ra là nó chỉ đỡ được một chút chứ vẫn không ăn thua lắm. Cơ mà vẫn là một cú buff khá đáng kể, nếu như không thì thứ hạng của con Dusknoir này còn ở dưới thấp nữa. Mặc dù cho Pokemon đại diện cho kênh xuất hiện trong danh sách tệ nhất cũng không phải là một cảm giác dễ chịu gì cho lắm, cơ mà sự thật thì nó hay mất lòng. Rotom là Pokemon hệ điện và ma, có thể nhập vào các món đồ gia dụng để trở thành 5 hình dạng nâng cấp, tốt hơn rất nhiều về cả công lẫn thủ. Nhưng mà 5 cái dạng kia lại không phải là dạng tiến hóa, thế cho nên dạng Rotom thường vẫn có thể tính được ở đây, mặc dù thực sự không ai có lý do gì để sử dụng cái hình dạng này. Có lẽ là tôi cũng không cần nói thêm quá nhiều về Pokemon này, bởi vì anh em ai cũng hiểu tại sao rồi. Dù cho bộ chiêu thức của Rotom khá là đa dạng và hữu dụng như là Will-O-Wisp, Trick hay là Vosswick, thì nó cũng không thể vận dụng hiệu quả bởi vì mớ chỉ số của nó vừa đánh yếu lại vừa không giỏi chịu đòn. Đó, đơn giản chỉ có vậy thôi, cộng thêm việc hoàn toàn có thể nâng cấp nó thành dạng lò nướng hay máy giặt, thì lý do của con này khá là hiển nhiên, dễ thấy, cho nên là tôi cũng chẳng biết nói thêm cái gì nữa. Nên chúng ta sẽ chuyển luôn đến vị trí số 3 nhé. Oricorio là Pokemon có nhiều hình dạng, cơ mà chỉ cần nhìn thôi là cũng có thể biết chúng nó đều dở hơi như nhau. Và nếu như tôi không nhân nhượng về chúng nó thì Oricorio sẽ có mặt trong 5 video Pokemon yếu nhất của các hệ. Cơ mà nếu như thế sẽ hơi chiếm sóng của những Pokemon khác, cho nên là có lẽ tôi sẽ chỉ nói về nó ở đây và video về hệ bay thôi đi. Về ưu điểm, song hệ ma và bay của Oricorio dạng Senshu chính ra lại rất là tốt. Về mặt phòng thủ thì nó có thể miễn nhiễm được 3 hệ. Về mặt công kích thì nó phủ sóng cũng gần như là toàn diện. Nhưng mà hệ bay lại không phải là một hệ mạnh ở mảng đặc biệt, bởi vì chiêu Hurricane mạnh nhất của Pokemon này lại có độ chính xác không được tốt cho lắm. Đặc tính Dancer của Oricorio cũng khá là tình huống.
Mỗi khi có một Pokemon sử dụng một chiêu thức nhảy múa như là Dragon Dance hay là Quiver Dance thì Oricorio sẽ ngay lập tức sử dụng lại chiêu đó. Ok, cái đặc tính này thì gần như là vô dụng trong đấu đơn bởi vì quá phụ thuộc vào đối thủ. Không phải lúc nào anh em cũng có thể đối diện với những Pokemon sử dụng với cái chiêu này. Mà kể cả nếu như đội bạn muốn chơi đùa và để cho Oricorio sao chép những chiêu thức đấy thì chỉ số của Oricorio vẫn chỉ ở kèo dưới mà thôi. Trong đấu đôi thì tôi có thể tưởng tượng ra việc cặp Oricorio với một Pokemon có thể chủ động nhảy múa. Cơ mà ngoài cái ý tưởng đấy ra thì con này không có gì nổi bật nữa. Chỉ một chút kiểm soát tốc độ đến từ Tailwind và Icewind chắc chắn là chưa đủ dùng. Và có lẽ là Oricorio sẽ khó mà chịu nổi một tơn với nhịp đấu khắc nghiệt của cái chiến trường này. Riflim là một Pokemon nữa mang song hệ ma và bay. Thoạt nhìn thì có thể thấy con này có máu cực kỳ trâu, nhưng mà khi nhìn xuống hai cái thủ lẹt đẹt của nó thì lại reset toàn bộ ấn tượng ban đầu. Khả năng công kích của Pokemon này cũng không thể nói là mạnh, còn hệ thống chiêu thức thì hơi lông côm khi mà mảng vật lý không có chiêu hệ ma, còn mảng đặc biệt thì không có chiêu hệ bay. Và khi mà một Pokemon sở hữu khả năng công kích nghèo nàn như thế này thì tiềm năng gia tăng tốc độ hay là sát thương từ những đặc tính nó có cũng bị giảm giá trị theo. Đúng là có gia tăng thì vẫn có hơn, cái lượng tốc độ mang đến từ Unburden thì cũng không thể coi thường được. Thậm chí con này còn có cả Kamai để bổ trợ nữa. Nhưng nhìn chung là cái chiêu trò này của nó đòi hỏi quá nhiều thời gian và quá nhiều điều kiện. Đấy là chúng ta đang mặc định mọi thứ đều thuận lợi cho nó đấy nhá. Những thứ mà Riflim có thể đưa lên bàn hỗ trợ cũng khá cơ bản. Từ kiểm soát tốc độ với Tailwind và Thunder Wave đến việc gây khó dễ các đối thủ chuyên vật lý bằng Strength Sharp và Will-O-Wisp. Thực tế thì Strength Sharp mới được thêm vào Gen 8 để cho Pokemon này có một chút phục hồi, cho dù không được tối ưu cho lắm. Bởi vì chiêu này sẽ hồi máu dựa theo công vật lý của đối thủ, sẽ lợi hơn rất nhiều nếu như sở hữu bởi những Pokemon máu ít thủ trâu như là Galarian, Cosola, còn máu trâu thủ ít như Riflim thì sẽ rất hiếm khi được đầy bình, cũng như là sẽ càng ngày càng kém hiệu quả hơn khi mà công của đối thủ ngày càng giảm đi. Cơ mà có còn hơn không? Hãy thử tưởng tượng xem trước Gen 8 thì cái con này nó còn phế đến mức nào. Giờ thì chúng ta đến với Pokemon ma lởm nhất các thể loại, đó là Bennett. Một Pokemon có ý tưởng cực kỳ đắc là món đồ chơi bị vứt đi quay về ám ảnh chủ cũ của mình. Thực sự mà nói đấy là một trong những thứ ngầu nhất mà tôi từng được nghe, tương phản với một Pokemon dở hơi nhất mà tôi từng sử dụng. Yeah, đã có lần tôi sử dụng con này trong Pokemon Emerald. Nhưng hồi đấy thì hệ ma là hệ thuần vật lý cho nên vẫn gỡ gạc được một đôi chút bởi vì con này công vật lý rất là cao. Chúng ta có thể so sánh bộ chỉ số của Bennett với Rampardos, một ví dụ điển hình cho việc sức mạnh thuần túy không phải là tất cả khi mà những chỉ số khác của nó đều thảm hại. Nếu bạn muốn có thể đánh đau thì trước hết phải có thể đánh được cái đã. Chậm chạp và mỏng manh không phải là hai yếu tố nên đi kèm với nhau, cơ mà Bennett lại có cả hai, đủ để thấy tại sao nó lại dở đến vậy. Cơ mà ngay cả ở mảng nó mạnh nhất là công vật lý thì hệ ma lại khá là thọt. Ừ thì bây giờ đã có chiêu Poltergeist rất mạnh, nhưng mà Bennett lại không có mặt trong Gen 8 cho nên cũng chưa chắc nó đã học được cái chiêu này. Cho nên lựa chọn tốt nhất của nó vẫn là Shadow Claw với 70 power. Yuck. Đến đây anh em có thể nghĩ là nhưng mà Bennett có thể tiến hóa Mega, chắc là nó cũng không tệ đến mức đấy đâu đúng không? Đấy là phần hay nhất này. Nó tệ ngay cả khi tiến hóa Mega. Phân bố chỉ số của Mega Bennett vẫn y hệt như cũ. Công vật lý được đẩy lên cao vút, nhưng mà nó vẫn mong manh và chậm chạp. Và trong khi những đặc tính của dạng thường không quá vô dụng mà vẫn hiệu quả theo một cách nào đấy dù rất là ít, thì con Bennett dạng Mega này mang đặc tính là Prankster. Đúng rồi đấy, Prankster là một đặc tính rất xịn cho một Pokemon hỗ trợ. Nhưng mà anh em có thực sự muốn phí một dạng tiến hóa Mega và phí cả sức tấn công khủng khiếp của Bennett chỉ để hỗ trợ những thứ mà ngay cả một con Sableye cũng có thể làm được không? Thứ độc đáo nhất mà đặc tính này đem lại cho Mega Bennett là nó có thể sử dụng chiêu Destiny Bond ưu tiên và luôn luôn chắc kèo hạ gục được một đối thủ. Cơ mà cũng chẳng phải là giá trị tương xứng với những gì phải bỏ ra cho một Pokemon Mega. Thật là lãng phí với một concept Pokemon dựa trên hận thù. Ông muốn trả thù hay là muốn chọc phá thì hãy chọn một cái mà làm cho tử tế thôi nhá. Và đó là top 10 Pokemon tệ nhất của hệ ma theo ý kiến cá nhân của tôi. Nếu như anh em có cùng quan điểm thì hãy high five một cái. Còn nếu có quan điểm khác về việc Pokemon nào có thể thay thế vào danh sách này thì hãy chia sẻ dưới phần comment nhé. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như là xem hết nó. Tôi sẽ gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Stay cool!